Xin chào tất cả quý vị khán giả, chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình cho đài truyền thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, phát sóng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7. Và có lẽ khi chúng ta đã theo dõi những cái tập trước của Sao Hay Chữ, quý vị khán giả cũng thấy rằng đây là một chương trình mang phong cách thuần Việt, với những câu ca dao quen thuộc của Việt Nam, với những câu thơ lục bát, nó ăn sâu vào trong trí nhớ của nhiều người, nhưng đôi khi trí nhớ cũng bị bào mòn bởi thời gian. Cho nên sẽ có đôi lúc chúng ta không còn nhớ, hoặc là nhớ chút chút, hoặc là quên đi một vài từ. Và một cái điều đặc biệt đó là ca dao Việt Nam chúng ta do cái tính chất truyền khẩu, truyền từ người này qua người kia, từ thế hệ trên xuống thế hệ dưới, miền này qua miền nọ, nên đôi khi nó có những cái sự sai biệt. Những cái từ ngữ nó khác đi, nó mang tính chất vùng miền, gọi đó là những dị bản. Ở đây, người chơi của chúng ta sẽ phải đưa ra những đáp án trùng khớp với đáp án của chương trình. Không hẳn đáp án của họ là đáp án sai, chỉ có điều đôi khi đó là những dị bản. Và chúng tôi chỉ công nhận những đáp án mà người chơi mang đến trùng khớp với đáp án của chương trình mà thôi. Vì vậy, người chơi cũng như là quý vị khán giả theo dõi chương trình tại nhà sẽ có cơ hội nhớ lại được những câu ca dao trong kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam, cũng như là những dị bản mà chúng ta có thể là nghe qua đâu đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với 4 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các em. Xuống đây nào. Dạ, thưa quý vị và các bạn, những gương mặt cũng không xa lạ gì lắm với chúng ta. Một cô gái có đôi mắt to tròn long lanh, không xin lỗi. Bên này bên đây. Trinh Thảo. Dạ, diễn viên trẻ. Rồi, không to tròn long lanh nhưng cực kỳ duyên, Trang Hí. Dạ, cái tên thôi cũng đã nói lên cái điểm đặc biệt trên gương mặt của cô ấy như thế nào. Và kế bên, trời ơi, chàng trai soái ca có bao nhiêu cô gái trẻ, Jin Tuấn Kiệt. Và bên đây, sao hôm nay thời gian nó nhuốm màu tóc em dữ vậy? Dạ, tại em biết cái chương trình này là chương trình dân gian, mà em thì em fan của ông Bụt. Anh thấy không đó? Fan của ông Bụt hả? Em fan ông Bụt, bởi vì em nhuộm tóc cho giống ông Bụt. Nếu vậy phải có hàm râu nữa em. Ông Bụt lên đây mà râu gì? Võ Đăng Khoa, thưa quý vị, đó là 4 bạn trẻ đến tham gia chương trình này. Cho anh hỏi ở đây, ai tự tin về cái vốn ca dao của mình nhiều nhất? Bỏ đi, một người bỏ đi, hai người bỏ đi. Em cũng biết sơ sơ. Dạ, ít ra phải có cái người cho anh một cái niềm tin nào đó chứ. Đọc sơ vài câu cho anh nghe thử. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Bầu ơi thương lấy biết cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Cái câu đầu tiên em đọc, nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Dạ. Nhưng đôi khi nó cũng sẽ có những cái dị bản. Nhiều điều phụ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng. Cho nên đến với chương trình này, chúng ta cũng phải cân nhắc coi là cái chuyện là có gặp phải dị bản hay không, bàn luận thật kỹ trước khi đưa ra đáp án nha. Còn bây giờ thì anh muốn các em sẽ chơi một trò chơi dân gian, để qua đó chúng ta có thể chia đội. Bởi vì chúng ta phải tìm được cái người nào đó mà phù hợp với mình. Vậy thì người nào chiến thắng trong trò chơi dân gian này thì chúng ta sẽ được quyền chọn đội. Dạ. Hồi nhỏ có chơi đá gà không? Chơi đá gà không phải là chơi thảy hai con gà ra. Chơi đá gà vậy nè. Bên nào mà rớt cái chân xuống trước, bên đó thua. Vậy đó. Với hai cô gái mặc váy ngắn này, chúng ta không chơi đá gà bằng chân mà đá gà bằng ngón cái. Đó, hai em sẽ đan tay với nhau và dùng ngón cái bên nào mà đè được cái ngón cái bên kia xuống thì xem như người đó thắng. Mời Trang Hí và Trịnh Thảo. Vô chưa? Chơi mà tự nhiên gãy con heo. Bắt đầu. Chưa biết chơi em. Từ từ. 1 2 3 vô. Đá. Chà, cái neo bên kia cơ bộ. Em nghe chơi xong có người sức móng. Ê, chưa. Một. Ủa, tại vì anh nói cái em phân tâm. Thôi em, trời đất ơi, đối thừa. Ủa, gì vậy ta? Ủa, mà bà nói anh ta đó, biết chơi mà em này kia. Cuối cùng, bà bị cái móng mình đè xuống. Ê, chưa. Tại mấy anh đó là phân tâm hết trơn trời. Đối thừa, hai em dạt ra cho hai chàng trai. Lên gà. Yup. Còn mấy mình chạy vòng tròn bên kia mệt tự buông chân xuống. Ô lê ô lê ô lê ô lê ô lê hay quá. Ô lê đúng quý vị. Và cuối cùng trong trận chiến sinh tử vừa rồi, Jin Tuấn Kiệt chiến thắng. Mệt quá. Chưa hết đâu em, còn nữa. Mời Trịnh Thảo qua đây. Nhưng mà lần này thì Trịnh Thảo với lại Jin thì sẽ không đá chỗ này nữa.
chúng ta sẽ đá cái kiểu bằng ngón tay giống như nãy nha. Cẩn thận với cái bầu neo của bà, cái bầu neo nhọn lắm nha. Một, bắt đầu. 2 3 vô vô vô. Giới này hình như nắm tay luôn kìa. Chơi đi. Ủa đâu chơi thôi chứ. Rồi cuối cùng thì anh đã phát hiện Sim đã hai lần kè cái ngón cái có cái neo dài thiệt dài này xuống. Sim Tuấn Kiệt chiến thắng chung cuộc. Cái đó là em dùng anh thôi đó. Ok. Chọn đội đi em, chọn ai? Tay cái cọ này, cọ nhau cũng nhiều quá. Thì hơi hai cái cọ chơi với nhau luôn đi anh. Hai đứa cọ chơi với nhau luôn. Qua đây. Trời ơi, mình là đàn ông mà mấy chú hả? Mấy chú ok. Hai đứa gái chung đội, hai trai chung đội cũng hợp lý hợp tình đúng không? Đặt tên đội đi em. Cô Thắm đi em. Dạ cũng được. Dạ, lý tưởng nào Thắm hay. Dạ cũng Thắm. Bên đây đặt tên về làng đi. Ủa vậy luôn. Dạ không. Rồi em có tên về làng, em tự đặt với nhau rồi. Tên gì? Phim gì mà cũng về miền quê á, Hương Phù Sa á. Thì em thích nhân vật Út Nhỏ á. Em đặt tên Út Nhỏ được không anh? Út Nhỏ là Tăng Thanh Hà đóng không? Dạ đúng rồi. Tăng Thanh Hà đóng không? Dạ đúng rồi. Em tưởng là hai đứa em đẹp với Tăng Thanh Hà hả? Còn mấy bên em cái gì anh không về hồi đó. Út Ráng đi Kim Hiền. Dạ ráng được Út Nhỏ. Rồi Út Nhỏ. Dạ thưa quý vị, bên đây Út Ráng em nghe rất hợp lý. Còn Út Nhỏ mặc dù nó hơi ngượng xíu nhưng mà bởi vì nó muốn vậy mà. Dạ. Mời hai đội về chỗ. Các sĩ tử chú ý, chúng ta đã bước vào một trường thi. Nơi đây chúng ta sẽ thi về văn chương thơ phú ca dao Việt Nam. Không đơn giản đâu các em ạ. Nhưng nếu các em chiến thắng, các em sẽ có những phần thưởng xứng đáng. Chúng ta sẽ có tất cả 3 vòng thi. Mỗi vòng có 3 câu. Anh sẽ gửi đến cho hai đội một số tiền nhỏ làm vốn ban đầu để chúng ta có thể bắt đầu kinh doanh. Dạ. Mua chữ về cho mình, mua chữ làm giàu thêm kiến thức các em nha. Mỗi đội anh cho 20 triệu đồng. Ok chứ? Ừ, trời ơi, dạ, anh ơi, thí dụ như mình nghỉ ở đây luôn được không tụi em? Đúng rồi, tụi em cầm tiền lấy về mua những cái kiến thức ở ngoài á. Thì em cứ đi về, tiền anh chưa có đưa mà. Bây giờ anh đưa cho em đi về được không? Trời, anh đâu có ngu em. Rồi, anh sống từng ấy năm trên đời, đâu có ngu. Các em sẽ phải dùng tiền mà anh vừa mới cung cấp cho các em để mua những cái ô chữ đó. Bởi vì những ô chữ này đang được mã hóa. Cộng với cái lời gợi ý của anh thì các em sẽ đoán xem cái câu ca dao đó hoặc cái câu thơ lục bát đó là gì nha. Sau khi đã đoán được đó là những câu gì thì chạy thật nhanh lên đây, giật cái dùi, quánh một cái pen vô đây, mua cái quyền trả lời bằng cách bánh chiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên. Vòng khởi động. Thưa quý vị, chúng ta đang ở vòng 1. Vòng khởi động. Trước khi đến với câu 1, anh sẽ có thêm cho các em 3 cái quyền nữa, 3 cái quyền trợ giúp. Ở đây chúng ta có cái bảng màu xanh. Nếu các em muốn sử dụng quyền trợ giúp, giơ bảng lên. Quyền trợ giúp đầu tiên là mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai, trả lời miễn phí lên quánh chiên cái trang cái không tốn 1 triệu cũng được trả lời miễn phí. Quyền thứ ba, cấp vốn. Nếu như cái số tiền vốn nó còn lại dưới 5 triệu, lúc đó anh sẽ cấp vốn cho các em. Cấp bao nhiêu vậy anh? Bao nhiêu là tùy vào cái tình cảm của anh dành cho em nhiều nhất. Sao lại thấy nghĩa trẻ mà đẹp trai nữa. Trời ơi, đó là cái câu mà hầu hết tất cả các đồ chơi đều nói khi nghe anh nói là anh là người cấp vốn. Anh nghĩ hợp với em nè, em tên Trang nè, hai mình hợp nha. Hai anh em mình hợp lắm, không ai dám đến gần nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu đầu tiên. Mời câu hỏi. Đó, hiện lên 14 ô chữ. Đầu tiên anh muốn thôi, để hai cô gái mua trước nè. Đổ Út Ráng. Em nghĩ là tụi em sẽ chọn mua cái ô A6. Ủa mua con ô vậy thôi đó hả? Tại vì với sự gọi là thử sức đã. Rồi mua nhiều quá nhiều khi đấy cũng kinh nghiệm cho anh biết, mua càng ít trả lời càng sai. Bên kia mua ô nó đều. Để coi. Bên đây người ta mua có một ô A6 thôi. Giờ mình mua luôn ô A5 đi. Không, mình mua A1 á. A1 hả? A1, A2. Mua hai ô luôn, công nhận đại gia có khác. Dạ quá, mấy anh này chịu chi. Ta mua tới hai ô, bên đây mình mua có một ô thôi đúng không? Ta chịu chơi. Tụi em nhiều không? Sao mà mấy cái đó nhớ dai quá vậy? Sao Kim Jin? Em nói là bạn em là chủ tiệm ăn mà. Tiền nhiều lắm, em không phải lo. Em không thấy sao em? Người ta kinh doanh tính toán tới bạc đầu luôn đó. Dạ. Vậy hai anh mua đi, tụi em ngồi đây ăn ké. Để coi em ăn được hay không nha. Không phải đơn giản đâu. Câu ca dao này khuyên giữ chữ tính trong lời nói. Đó là gợi ý. Còn bây giờ mở ô chữ, chuẩn bị phóng lên nè.
phải lấy cái chị cái người nhỏ. Dạ thưa tất cả các anh chị em, quý vị và các bạn, đã có rất nhiều trường hợp như vừa rồi phóng lên đây mà quýu không chụp cái dùi mà dùng cái cườm tay gõ vô pen. Thật sự luôn. Cuối cùng là đau tay. Cái ngón tay em vẫn còn một vết rất đỏ. Đó. Đau. Trong khi cái dùi để đi làm cái gì mà không lấy, đúng không? Và cuối cùng thì Khoa đã giật cái dùi quánh vô trước. Dạ, em nghĩ là để vậy nó công bằng hơn á. Ừ, ok, cũng được. Nhưng đã gõ chiên có nghĩa là Kem đã tốn 1 triệu. Dạ. Nói cho anh nghe xem đáp án của Kem là gì. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Chốt không? Dạ, chốt. Hả không vậy? Đã chốt rồi, không thay đổi nha. Như anh nói, ca dao Việt Nam hay có nhiều dị bản. Em nghĩ sao? Em nghĩ là anh đúng rồi. Em nghĩ là không có dị bản à? Nhưng mà nhiều khi là nói... Không không, nói lời phải giữ lấy lời. Đúng rồi. Nhiều khi là nói lời thì... Ờ đúng rồi. Đúng không? Chứ thì người trả lời là gì vậy? Dị bản. Kệ anh, em hỏi gì không? Tỉnh táo ghê. Không gài được luôn. Đây là đáp án chính xác. Phải giữ lấy lời, đúng rồi mà, đâu còn gì đâu. Dị bản của câu này là nói lời hãy giữ lấy lời. Dạ. Đó, chúng ta vẫn hay nghe câu đó là lấy lời. Nói lời hãy giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. 10 triệu dành cho đội Út Nhỏ. Câu số 2. Mời câu hỏi. Bây giờ anh mời, nhà mình mua trước nè. Em mua A1, B1. A1, B1. Hai ô thôi à? Em mua hai ô cuối đi, anh mua hai ô đầu, em mua hai ô cuối. Bên vậy đây. Nó công bằng. Em nghĩ là mình nên mua ô cuối. Tại vì nếu mà đã biết hai ô đầu rồi thì nó rất là dễ nha. Em nghĩ là nên mua một ô cuối với lại cái ô... Không, ô này thì biết rồi nè. Mua A2, A6 đi em. Nên mua A6. Ừ. A6 với A2 là ok á. A6 được rồi. A6 đi. Người ta mua 2 ô kìa. Tụi em nghèo lắm, bên đó mới có thêm 10 triệu rồi. Tụi em ơi, số 2 cái bà này bắt keo thiệt là keo luôn. Ủa anh có nghe phụ nữ đi chợ không? Không, phụ nữ đi shopping rất là khủng khiếp em à. Không, anh đã chứng kiến phụ nữ đi shopping rồi. Bây giờ anh tính mỗi cái 250 thôi thì em chọn 2 ô. Nhưng mà ra mua bó hành là trả giá nha. Ví dụ bây giờ em ô A6 với ô A2 anh bớt cho em. Tính 500 đi anh. 500 đi. Không có vụ bớt, trả giá. Đây hết trơn anh. A6 với lại B7 ạ. A6, B7. Em mua B7, B8. Tin anh đi. Không. Thiệt. Không, anh đổi khác thôi, sao em tin anh được. Được rồi. Sao em phải tin anh. Ủa. Không Khoa, vậy em muốn mua thêm, em được mua tới 3 ô mà. Được mua thêm 3 ô nữa đi. Em mua B8. Mua thêm B8 nữa. Đạt trời. Đạt da quá. Đó. Gợi ý. Câu ca dao nói đến công ơn của đấng sinh thành. Không. Thường là những câu ca dao nói về cha mẹ đấng sinh thành rất là quen thuộc với chúng ta. Mời ô chữ. Ôi sao sừng hết vậy? Sao sừng hết vậy? Có con mày sắc có ngày nên hơn. Phải cái không gì? Vậy? Cái gì mà có Khoa đã phóng lên gõ chiên. Số ô. Đây, hai em gái. Yeah. Im lặng. Đừng tính nữa. Nghe bên đây người ta đưa đáp án nè. Mời đội Út Nhỏ. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Chốt không? Chắc nha. Đờn hay đàn? Đờn hả? Cái câu này ở miền Nam là đờn mà ở miền Bắc là đàn. Ừ. Rồi trong đáp án là đờn hay đàn mới là quan trọng. Đờn là người ta nói thôi chứ vì đàn ông phải đó. Là đờn lúc đó. Nếu khác với da thôi à. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn rứt. Hơn đờn, đờn rứt dây. Đờn. Chốt không? Dạ chốt, tại vì cái vần là vần ơn với vần đờn. À, thì dạ. Nghe hợp lý đó. Phân tích hợp lý đó. Nhưng mà hên xui. Có tin Khoa không? Tin, ok. Đúng, đúng là trong câu này á, đờn hoặc là đàn, đúng không? Nó là cái từ mà sẽ khiến cho chúng ta rất là dễ bị lẫn lộn. Đờn cũng đúng, đàn cũng đúng. Thì thiệt ra nó là cái tiếng vùng miền thôi. Đờn, đàn là cũng vậy. Đây là đáp án chính xác. Chết rồi, lo lắng quá. Có cha, có mẹ thì hơn, không cha, không mẹ thì như đờn, đứt, dây. Có những dị bản như sau. Còn cha, còn mẹ thì hơn. Đó, hồi nãy em phân vân chữ còn á anh. Đó. Mà nó lật chữ có rồi. Và chúng ta đã có được đáp án trùng khớp. 10 triệu dành cho Út Nhỏ. Chà, hai đứa, mình trả lời cũng khiêm tốn quá hai đứa. Dạy thì cũng không lẹ bằng người ta. Bây giờ anh biết làm sao để cứu em đây Trang với Thảo. Thì tụi em từ từ quan sát tình hình, cứ án cứu em đã. Anh muốn cứu thì anh nói trước đáp án cho em cũng anh được. Anh không được quyền làm điều. Vậy thôi đưa cái này cho em cầm cho. Mơ mộng hảo quyền. Câu 3, mời câu hỏi. Mời hai em gái mua. A1. Chọn đại giữa đi em, chơi cho nó vui, cho nó nhiều cái khác biệt đi. Nãy giờ mình chọn đầu, chọn đuôi hết trơn. Không được, cho A3, B5, A3. Rồi khỏi đoán. A2 với B6.
cũng khó đoán luôn. Thôi vậy đi. A2B6 hai ô thôi hả? Ngang xương quá vậy. Dạ. A2B6 người ta thích gì đó. Nhiều khi chọn chúng cái ô khó sao. Còn hai chàng trai. A1B1B4 bỏ A3 đi. Rồi A1B1B4 mình giàu mà thắng hai trận tiền ngút ngàn luôn, mua ba ô là hợp đúng lý. Đúng rồi, anh mua nhiều nhiều lên đi. Gợi ý rồi. Như sau, mời mọi người nghe bài hát sau đây. Mà đôi ta cũng là tình nhân, không phải vợ chồng chưa hề đến thì em thấy em không biết rồi đó. Đó, nói chung là cái câu ca dao này của chúng ta nó có liên quan tới cái bài hát này. Vậy thôi, mở ô chữ Thiên Nguyên. Trời ơi, bên kia nữa hả? Lên vậy thôi chứ biết gì đâu, trời sao nghe kia. Ủa Trang em cũng bảo người ta không hay không? Đúng rồi. Em đã nói trước vô lỗ tai của Tin rồi. Lia cái gì? Cái gì? Lia cái gì vô chậu? Im lặng, im lặng. Bây giờ người ta đã đánh chiên trước rồi, đừng nói gì hết. Để người ta trả lời, nếu sai thì tới phiên mình. Mời Khoa và Jin. Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vừa rồi chúng ta nghe cái bài hát Đau xót Lý Chim Quyên, đúng không? Một bài hát mang âm hưởng dân ca. Và anh nói rằng cái câu ca dao này nó có liên quan tới cái bài hát mà chúng ta vừa nghe đó. Dạ. Mở lên một số từ, cái từ chim quyên nè, từ lia, từ chậu nè, từ chồng nè. Và Khoa đã đọc cái câu, đọc lại lần nữa cho anh nghe nè. Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Chốt không? Hợp lý. Dạ chốt. Đây là đáp án. Nãy anh thấy Trang phóng lên đây là em phóng lên theo quán tính, thế bên kia là mình chạy theo hay sao? Đẩy em lên. À đẩy lên thôi. Chứ không biết lên làm gì hả? Dạ dạ, lên cầm được cái nó chưa đụng được nữa. Đây là đáp án chính xác. 10 triệu chốt nhỏ. Hồi nãy khi mà em nghe chữ quen hơi á là em đã nghĩ ở chỗ này rồi. Và vòng 1 này phải nói rằng là đội Út nhỏ giành chiến thắng một cách tuyệt đối. Nghe chữ tuyệt đối buồn quá, tình tưởng ta làm cái gì. Số tiền mà các bạn có bây giờ như sau. Út Ráng, các bạn có 17.500.000 đồng. Hãy giữ tiền nó xài đi, đừng xài tiền em ơi. Út nhỏ, các bạn có 43.000.000 đồng. Thưa quý vị, đó là vòng 1 và vòng 2 sẽ có nhiều điều hấp dẫn bất ngờ hơn như thế. Và mong rằng vòng 2 Út Ráng sẽ vượt lên nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình sau ít phút nữa. Thưa các bạn, chúng ta đã đến với vòng thi thứ hai. Vòng này có tên là ô chữ độc quyền. À, hồi nãy ấy, nguyên một cái dòng một ba câu mình thu hết cả ba. Dòng này theo anh là chúng ta cũng có nhiều ưu thế. Dạ. Là bởi vì ô chữ độc quyền. Bên này lật bên kia không thấy. Đúng, đó, độc quyền là ở chỗ đó. Thông minh, thấy giờ thông minh lắm mọi người. Sao mà hai đứa giận dỗi nhau vậy? Mặt cộng. Sao đổi nữa. Thấy mặt cái bộ đồ Noel mà chơi bên này không có hợp rồi. Trời ơi. Trời ơi, cộng mới chơi tới vòng 2 mà giờ không nhìn mặt nhau luôn rồi. Anh mình được cho tiền không anh? Hả? Em muốn tặng hai bạn. Không. Ra ngoài cho anh. Cái chuyện cấp vốn là để anh nha. Còn giờ phải cố gắng yêu thương nhau đi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu số 1. Xin mời câu hỏi. Đây, ưu tiên cho hai cô gái mua trước. Mình mua trước là mình có quyền mình chọn những cái vị trí đắc địa đó. Thường á biết A6 là dễ đoán ra B6 lắm. Thì cần mình chọn A1, B1. B1, A1, B1, A6. Ờ. Chị thấy được không? Ờ, chị nghĩ hai chữ được rồi em. Tại vì cái này mình mua người ta đâu có thấy đâu. Đúng. À vậy hả? Mua đi, có gì mình bán lại. Rồi ok, mua. A1, A6, B1. Bên đây, mình mua ô nào? Em mua A2, A3, B2. Mua liền nhau vậy đó hả? Sao Jin, đồng ý không em? Đồng ý. Sao nãy giờ thêm im lặng hoài vậy? Em hai người em nhau thảo luận nhau trước rồi. Dạ, đúng rồi. A2, A3, B2. Gợi ý, câu ca dao với ý phải trải qua mới biết được thực tế ra sao, chứ đừng vội phán xét gì khi mình chưa làm. Mở ô chữ. Hả? Biết luôn hả? Biết luôn hả? Ủa biết luôn hả? Ủa chưa mua bán gì chứ mà. 2 triệu rồi đó, mới gõ cái pen anh tốn 2 triệu đó.
thấy không, gõ chi một cách vội vàng cho nên bây giờ mới vỡ lẽ ra mình chưa biết. Có câu trả lời không? Em bỏ. Bỏ. Như vậy là mất 2 triệu cho cái tiếng gõ chiên vừa rồi. Bên đây có câu trả lời không? Chưa trả lời. Chưa được đúng không? Dạ. Dạ, em muốn mua hay không? Em muốn mua. Em, mình còn cái quyền mở miễn phí. Ủa có quyền gì vậy? Quyền mở miễn phí. Mở một ô miễn phí, chọn ô nào. Không, chị nghĩ cái này dễ biết rồi. B3. Mở ô B3 miễn phí. Tao nghĩ là cũng không biết đâu. Đã không biết rồi là em đoán đúng mà em không biết. Em không biết câu sao gì? Bây giờ nè, có đoán ra không? Thương lượng đi. Mua cái B2. Muốn mua B2 bán nhiêu nè? B2 tại câu này hơi khó. Cái B2 này là cái từ khóa luôn rồi. Nên em bán 8 triệu. Thôi mắc quá. Thôi bớt để cho không, người ta. Tại vì cái từ này rất đi là khó đoán ra. Cái từ này không thể nào đoán ra được đâu. Cái từ này là một cái từ biết cái này là mình có 20 triệu luôn á. Chưa chắc là có thấy còn nhiều rồi. Còn nhiều ô lắm. Không, tại vì thật sự nguyên cái vàng này Khoa thấy là chỉ có một cái chữ đó khó thôi. Nhưng mà vấn đề là gì? Vấn đề là vòng trước anh đã thắng 3 câu rồi, anh phải nhường tụi em một câu. Thì anh nhường anh là phải ra là trong đầu anh là bán 18 triệu á mà anh tỏ. Thôi đáp được, anh bán 18 triệu là anh đi về luôn. Câu này được 20 triệu, mà ông đòi bán 18 triệu. Là thôi luôn, nãy giờ là em có. Nói chứ bây giờ anh bán 8 triệu là em có 12 triệu, anh 8 triệu. Vòng này em vẫn hơn anh 4 triệu. Đâu có, nãy giờ em mua ô là tốn rất nhiều tiền. Bây giờ bán rẻ UB2 đi, lát người ta bán UB3 cho B3 khó lắm. Không, đâu có mua nữa đâu bác. Ủa, đâu cần rồi nữa em. Anh đâu anh bỏ cuộc luôn hả? Không, đâu, anh đâu có đoán nữa. Thôi bây giờ thế này, nếu như mà các em chưa thương lượng thành công. Thôi ok, giá chót cuối cùng nha, 6 triệu. Thôi 6 triệu vẫn cao quá. Nhiều quá. Ừ. Rồi vậy thôi không bán. Không, vậy thôi. Đúng không? Rồi bán cho mấy bạn 5 triệu luôn đi. Mua đi 6 triệu là được rồi em, cái từ đó quan trọng thiệt. Rất quan trọng luôn. Từ đó quan trọng. Thôi lát có gì cấp vốn mày, coi như lấy cái vốn 6 triệu đó xài cho hết cái quyền này đi để làm. Ừ, đúng rồi. 6 triệu đấy. Ok, mua đúng không? Giao dịch thành công. Mở OB2 bên đây lên, đóng OB2 bên đó lại. Đó. Trời ơi. Ủa gì trời ơi? Không, làm sao em biết được từ đó? Sao đây biết rồi? Ủa biết rồi mua làm chi? Em là người đòi mua chứ ai mua? Ừ, sao tự nhiên sao? Suối mua sao? Anh không hề ép, bên kia cũng không hề ép em phải mua nghe. Bây giờ thế này, anh hỏi các em có câu trả lời hay không? Bên đây có không? Út nhỏ. Em không có câu trả lời. Bên Út Gái. Em không có câu trả lời luôn. Nếu vậy chúng ta sẽ khép lại cái phần trả lời tại đây. Trời ơi, khỏi mua. Mở ra một cái lượt mua mới. Mỗi nhà được mua thêm 3 từ nữa. Ưu tiên cho 3 cô gái. B4 B6 B8 B4 B6 B8. B4, B6, B8 mua 3 ô này theo anh là đắt giá đó. Là 3 triệu với 6 triệu nữa là 9 triệu rồi đó. Là quá trời tiền rồi đó. Đây đúng là đắt giá thiệt. Bên đây mình mua cái nào? Dạ mình chơi hai cái này mình mới khó người ta hiểu không? Như khi người ta không biết dạ yeah, em mua hai cái này thôi, không mua này không ta. Thôi mình nhiều tiền mình mua cái này chơi cho vui. Mua đi. Rồi mua này, mua này. A5 nữa. Dạ rồi. Rồi. A5, B5, B7. Mở ô chữ. Dạ. Cái gì? Trang đã chạy lên đánh chiên. Hay quá Trang ơi. Từ đầu chưa đến tới giờ em mới đánh chiên đó. Đọc đi. Tới đi em, tới đi. Lên non mới biết non cao, xuống biển cầm sào mới biết biển sâu. Chốt chưa? Trời, có dị bản đó. Yes. Đúng rồi, nó lấy không? Chốt chưa? Mình làm cho người ta rung thôi chứ. Chốt đi. Dạ, chốt. Chưa chi mà bên kia rần rần. Em đã hy sinh quá nhiều tiền rồi anh ơi. Đây là đáp án. Tội nghiệp hai nhỏ em tôi. Mình biết từ khi mà cái này. Cái vấn đề quan trọng là cái ô đó đó đúng không? Đúng. Không chính xác. Sai một chút thôi mà. Bên đây có câu trả lời không? Dạ có. Đánh chiên. Ủa là sao là mình thua rồi? Rồi. Đọc nào. Xin đọc. Lên khoan nhịp cẩn thận nha. Lên non mới biết non cao, xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu. Ôi trời ơi, tao thấy cái biển nó không có vô mà biển. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án. Đúng rồi. Thấy sai một chữ khó khăn mà. Thấy có vẻ lắm, thấy có vẻ là hào hứng lắm. Chính xác.
lên non mới biết non cao, xuống biển cầm sào cho biết cạn sâu. Nhưng mà em không sao hết, thì đáng lẽ tại vì câu này tụi em không biết ngay từ đầu. Đúng rồi, tụi em đã đoán được bao nhiêu đó. Dò giỏi lắm rồi. Là biết rồi. Cũng có cái gì bản là xuống biển cầm sào mới biết trời cạn sâu. Anh ơi, anh biết cái lý do tại sao lúc đầu em gõ mà em chưa coi câu dưới, em là lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẹ hiền. À. Thật sự nó còn có một cái bản như thì vậy nữa. Thì nó là một cái gì bản. Và 20 triệu thuộc về đội Út Nhỏ. Trời ơi, giàu quá giàu, vừa bán được cho bên đây 6 triệu vừa hốt về 20 triệu nữa. Công nhận dân doanh nhân, bên em có doanh nhân mà anh, doanh nhân Võ Đăng Khoa Trang. Hay vậy quá vậy. Ủa, Thảo, học sinh ngữ văn hả? Cảm giác văn, em thế nào? Học sinh giỏi văn đều là có liên quan tới quên. À, học sinh giỏi văn em hả? À, không được, em học không, lớp nhiều khi học lâu rồi giờ quên, chuyện bình thường em. Dạ, cô của em buồn lắm luôn Trang thiệt. Đâu thầy cô đâu có những thầy cô không sao đâu, thầy cô quen rồi. Vô tình mở đọc cái tivi đây chưa. Anh báo thêm một tin vui nữa nè. Dạ, tin vui hả anh? Ừ, tài sản mình còn lại có 3,5 triệu thôi nha. Cấp giùm tụi em. Thì đương nhiên khi mà xin cấp vốn cái mặt phải thành khẩn một chút nha Trang. Để em quỳ cái mặt. Khoanh tay lại, cái mặt phải làm sao mà cho người ta cảm giác là người ta thấy thương nó Trang. Không, cái mặt nó hề lắm em. Diễn nét bi coi. Không, cái mặt của con Thảo bây giờ là nũng nịu. Cái kiểu mà làm nũng, cái kiểu người yêu mà làm nũng với nhau á. Nóng ra. Bây giờ sao nên xin tiền ra đây. Hèn, ra mặt đây. Hèn, đúng không? Mặt hèn hèn. Nè, nói chuyện với anh nói sao? Dạ, anh Nghĩa. Anh Nghĩa đại nhân, đại nghĩa, đại lượng. Nói đại cho bi. Nó đúng. Chính nó mà bơm tôi quá tôi cũng ghét nữa đó. À, cho tụi em xin chút tiền làm vốn chơi tiếp chứ không. Xin ra mà đừng có thấy em mình. Thôi bây giờ mấy hai đứa hát một bài về anh đi. Ừ. Bài gì có chữ Nghĩa? Một bài. Bài một gì bài à? Gì về anh đi. Ừ. Công trai nghĩa mẹ. Tình nghĩa đôi mình chi thế sao anh. Đúng em, chỉ thế thôi không cắt nhau. Giống cái này bất nghĩa. Nghĩa chứ nghĩ bài gì mà nó ghê chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bay. Yeah. Sao cô gái năm xưa vẫn chưa thấy ra chào. Trời, thôi được rồi, tội nghiệp hai nho em. Anh cũng sẽ phải cấp cho em một số vốn nho nhỏ vừa đủ để tiếp tục mần ăn nha. Anh một lần nữa cấp cho em số vốn như ban đầu, chịu không? 20 triệu. Trời ơi. Cái nhà được vui, cái nhà được vui. Cấp thì tại vì phải tính cái xác suất đủ để cho các bạn chơi. Anh thấy đại nghĩa chưa anh? Anh thấy cái tên chưa? Nhưng mà có điều quan trọng nè, anh không có cho không. Hả? Anh cho mượn. Mà ưu mưu nặng mượn. Ơi, lát mới ra trả tiền hả? Mượn là phải trả. Em mua là tiền đâu trả. Thì ráng cố gắng làm sao mà thắng để cuối cùng hết vòng 2 trừ lại số tiền mình cho mượn. Ủa, áp lực cái gì mà đi chơi mà tốn tiền nữa trời không. Đợt này đi về nợ luôn á. Đợt này đi chơi này xong về mang cho nợ. Mượn thì phải trả đúng không? Luật công bằng. Còn nếu mà bị thâm vốn thì ở đây cần lao công nha. Lao chùi mấy cái chiên này kia đó, rồi chăm sóc cây cảnh, lao cái sàn nhà, chăm giặt cái thảm này chăm. Ok không? Vui mà cũng mà xuất hiện tất cả các số luôn. Dạ ok. Cho dây vốn 20 triệu. Như vậy số tiền của em có bây giờ là 23.500.000 đồng. Ghê. Câu số 2 xin mời. Ưu tiên cho chọn trước nữa nè. Nữa hả? Mấy cái dòng chọn trước hay thua lắm. Bây giờ không, mấy anh chọn cho bên kia chọn trước nha. Dạ, không. Thôi cho em chọn trước đi. Không, được rồi. Được rồi. Ưu tiên đấy. À, thấy nãy giờ mà, những cái câu ở giữa nó hơi khó đoán. Đúng ha. A 1 B 3 B 4 dòng này để chị quyết định đi em. Ờ, chị quyết định. A 1 thua chị trả 20 triệu. B 3 B 4 nãy giờ chị không có chính kiến nên mới thua nè. Bây giờ chị có chính kiến. Úc nhỏ sao? 20 triệu một dòng. A 2 B 1 B 8 A 2 B 1 B 8 gợi ý câu ca dao thể hiện ý nghĩa cao đẹp của tình bạn. Mời ô chữ. Có cần cái mua này lại của nhau không? Nói đó. Anh em muốn quyền trợ giúp. Được. Quyền gì? À, mua em, thêm miễn em phí. Mở miễn phí. Ô nào? Em mở ô này. A6. A6. Mời ô chữ. Đó. Muốn mua qua lại của nhau không? Hay là mình sẽ không có câu trả lời, mình dừng lại để mình mở ra một lượt mua mới? Trang, bây giờ mình đang có tiền ít hơn người ta. Mà ba ô này mình biết rồi, bán cho bên kia đi để lấy lại một mớ tiền. Bên em chắc mua B3 đi. B3 bán 10 triệu cho anh, này khó. 10 triệu là anh không mua rồi. Tại em mấy em... triệu anh mua? 2 triệu mua.
Chị thôi khỏi luôn đi. Tài đang tính bán đồng giá với nhau mà. Anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa càng ghê lắm. Hả trời. Trời đất ơi. Em có không Trang? Mình chưa có tiếp xúc với nhau. Nãy giờ tụi em ghê mà anh quá trời tiền đó. Em là nổi tiếng thật thà, nó chơi cái game ngáo hết, không có biết cái gì hết trơn, vô ngồi cho đẹp đội hình thôi à. Mình chơi năm hai bên khoan mua bán đi. Cái dãy mới thôi. Dạ không. Không mua hả? Ừ thôi. Em phải là lật. Mua A6 bên đó bán không? A6 bên đó bán bao nhiêu tiền? A6 bán không? A6. Thôi bây giờ nó đắt á. Bán rồi. Nói đắt thôi. Em nói đắt thôi, giống cái từ V2 hồi nãy cũng nói đắt. Không, bây giờ mình đổi, mình không bán mà mình mua với mình đổi với B3. Thì giờ đừng nói là đổi, mình mua bằng cái đồng giá đi. Bây giờ anh mua B3 10 triệu, anh bán cái A6 10 triệu. Được. Bán okay, trước mua mình, sao? Hoàn thành trong một lúc đi okay, cho rồi anh mua B3 10 triệu. B3 10 triệu bán không? Rồi, bán. Bán. Mở B3 bên đây, đóng B3 bên đây lại. Mở B3. Trời. Đó, hợp lý không? Rồi, em mua qua A6. A6 nghe anh ơi. A6 15 triệu. Okay. Anh sao vậy anh? Ôi, anh Nghĩa tụi em. Mình đồng lòng với nhau đi, nãy giờ thấy anh Nghĩa gài hay quá. Nhưng mà khoan để anh suy nghĩ cái đã. Đúng rồi, có nên bán hay không? Ủa gì cười vậy? Mình cũng 10 triệu rồi. Nói ok, vậy thôi em không có nữa, trả lời đi. Bán. Nhiêu? 12 đó, triệu phải lên chút giá. Thôi bán bằng được rồi, nãy giao rồi. Nếu giờ thôi bán rẻ hơn đi, 8 triệu thôi, đi. Em... Bên kia đang ít tiền hơn mình, bán rẻ hơn chút đi. Thôi bán rẻ 5 triệu đi, Bán rẻ trời, 5 thấy triệu chưa, đi. Trời thấy anh Gin, trời thấy chưa, đẹp trai hào hoa, đó nhã, đẹp trai quá vậy chứ. Quá trời. Rồi, chốt, 5 triệu. Nói đồng ý, chuyện đồng ý. Đóng ô A6 bên đây, mở ô bên kia, 5 triệu. Thấy không? Xin sao vậy Dinh? Yên tâm, cũng không biết đâu. Mua rồi cũng không biết gì trơn á. Đó chưa? Qua kiếm tiền cực khổ quá mà Dinh. Sao đâu, mình vui. Nhưng mà ít ra mình còn lời được 5 triệu nãy đúng không? Dạ, mình đúng bán rồi. 10 triệu giờ mua có 5 triệu hả? Dạ, em cảm ơn anh Nghĩa. Dạ dạ. Đó. Cái cục rồi giờ đó. Sao đoán được không? Không ạ. Không đoán không? Hiểu không? Sao? Các bạn có rồi. Câu trả lời không? Dạ không. Nếu bạn muốn mua mở lượt mới nha. Dạ, mua lượt. Mở lượt mua mới tại đây. Mời hai chàng trai mua trước. A5 B6 B7. Trời, rất nhanh. A5 B6 B7. Hai cô gái. Sao? Em mua A3, B2 với lại B5. A3, B2, B5. Mở ô chữ. Thấy chưa? Em nghĩ là em cần mua lại ô A3 đi. A3 với A5. Không, A3. Muốn mua lại ô A3 của tụi em. Bao nhiêu tiền bên kia? Hồi nãy anh mới bán cho em một ô rất rẻ 5 triệu đồng. Mà chưa gì thấy mình lỗ 5 triệu nguyên cái đợt vừa rồi tại Zin. Muốn mua A3 vui mà, cho vui đi. Lấy nhiều rồi, cho vui. 8 triệu. Bán đi, 8 triệu. Ủa sao ngoan vậy ta, sao nói gì cũng làm hết. Anh dễ kia em bán 8 triệu. Trời ơi, giữ cho em, nãy anh mới bán lỗ em cho em gái lại, luôn. Em sẽ mua lại một ô khác cho anh. Thôi, cái giọng mới này bán cái giọng dụ nè. Giọng dụ nè. Nãy dụ lời 5 triệu luôn. Không, hồi nãy là dụ tụi anh tự nguyện bán 5 triệu luôn á. Hồi nãy tụi anh đâu có năng coi lại đâu. Đi, anh sẽ thấy mà. À, là tự bị dụ á. Chiếu lại của hồi nãy. Không đúng, hồi nãy anh là nói lên bán 8 triệu. Nhưng mà Jin là người nói 5 triệu. Thì em chốt em mua luôn đó, chứ em không có dụ gì tại hết. Tại em bị mềm yếu chứ phải yếu đó mình. Mềm yếu chứ phải yếu. Giờ cảm thấy yếu là người ta phải... Giờ người ta muốn bán nè, A3. Anh mua A3. 8 triệu. Anh muốn mua bao nhiêu tiền? Em có thể giúp anh bán với giá 5 triệu được không? Tại từ này cũng khó lắm. Em bán 5 triệu thì coi như là anh thắng luôn rồi còn đâu. Dữ liệu anh biết hết rồi, còn cái từ này quan trọng thôi. Đúng, từ quan trọng đã vậy mình còn nghèo hơn ta nữa. Đúng rồi, mà cái câu này mà trả lời đúng anh được 20 triệu thì anh chia em 10 triệu đi. Trời ơi. Đó, 8 luôn, triệu. Anh có thấy luôn luôn trong từng câu nói là có sự dụ dỗ ở trong đó hết. Không mà anh, em đang tính cho em thôi. Bây giờ sao? Em có bớt được cho tụi anh không? Nãy tụi anh bớt cho em rất nhiều luôn. Ok, bây giờ em bán 8 triệu thì anh xin bớt đúng không? 7 triệu rưỡi. Biết bớt quá. Rưỡi nữa. Đối với em bớt 500 là nhiều lắm rồi. Mua A3, ok. 8 triệu. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi hả? 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi, 7 triệu rưỡi. Nhỏ rưỡi nhanh tức quá. Tự nhiên bớt 500 mà. Chút xíu thôi là chịu rồi phải không? 7 triệu rưỡi cũng được. Hơi lẻ chút xíu. A3 đóng lại. Mở bên kia ra hú hồn nè. Thôi. Khoan. Hỏi ý cái đã. Khoan, cầm cái bảng đó lên. Trả lời thử miễn phí. Ok. Trả lời miễn phí. Tiếc 2 triệu. Trả lời miễn phí mà đúng vẫn được công nhận đúng không anh? Đúng. Chị nói anh trả lời đúng thì anh cần miễn phí chi nữa. Đúng. Bên đây nghe, tập trung nghe, nếu sai cái là có gửi cho mình đó. Nghe. Ừ. Hiểu không? Đúng rồi, hợp lý.
Thử nha anh, thử ơi. Thì không có thử tiền. Để em đọc nhỏ cho anh nghe được không? Không được. Trời ơi. Trời ơi, mình đọc cái này là nếu mà bên kia ấy là biết. Ai biết được cũng ok thôi. Tại vì bên kia cũng không biết cái chữ này. Đúng rồi. Bạn bè là nghĩa tương tri, sao cho sao trước, vẹn bè mới nên. Chốt không? Chốt. Chốt. Đây là đáp án. Sai. Hay quá. Tại sao? Quên nổi. Ta nhớ gì nè. Gì? Này là gì? Không, cái này sai cái một mà. Cái này nè. Sai một chữ đúng không anh? Anh Nghĩa. Sai mới một nên chữ gì anh? Đó. Mới nên. Bên này có câu trả lời không? Dạ rồi, em nhớ rồi, em lên trả lời. Lên đánh chiên. Rồi giờ có đây, đây, câu gỡ gì? Gạt đi trời. Rồi trả lời sai nè, mình mắc cười nè. Nè, giờ trả lời sai mất 2 triệu, lãng nhách. 5 6 7 vô. Bạn bè là nghĩa tương chi. Sao cho sau trước một bề mới nên. Chốt không? Dạ chốt. Cũng không còn gì đâu mất. Không, sao cho sau trước một bề gì? Hả? Dạ. Một bề gì? Em nói anh Nghĩa nghe được đúng không? Mà nó nói cái gì? Em bị thất mơ. Anh thiệt. Em bị đau họng thất mơ. Rồi bây giờ nói là 2 từ cuối thôi. Chết mà. Thôi, thấy không? Nói anh nghe rồi mà. Không có nghe anh. Em nói sao em quên hết trơn rồi. Nó nói vậy. Bây giờ người ta kiện cáo kìa. Bây giờ luôn. Mình nếu như mà mình biết thì mình nói lại lần nữa nè. Nhưng mà nãy anh Nghĩa nói anh Nghĩa biết nghe rồi mà. Nghĩa nghe rồi, mọi người nghe hết trơn rồi. Đây, mời mọi người nghe lại cái câu của Trang vừa mới đọc. Đọc xong quên hết trơn. Xem lại khoảnh khắc sau. Bạn bè là nghĩa tương chi. Sao cho sau trước một bề mới nên. Mới nên. Mới nên. Đó, anh thấy không? Nó đọc. Thấy không? Trời đất ơi. Anh nghe rất quá, rõ và khán giả gì? Cũng có nghe. Đây là đáp án chính xác. Ủa, nãy nó đọc luôn anh. Em tức quá. Bạn bè là nghĩa tương tri. Sao cho sau trước một bề mới nên. Còn một chữ nữa mà. Chết, còn mất, cái chết, nữa mà mất. Thì tức là nãy em sai cái chữ một hay chữ đó thì đó em tính sửa lại cái chữ đó đó anh. Cái gì vậy? Dạ đứng lên cho nhà đứng thấy rõ mặt. Đúng con câu là mới đăng quang qua hậu giờ thôi. Bạn đó cũng mới có vừa vốn thôi à. 20 triệu cho đội Út Ráng. Ê, trả nợ được kìa. Đủ tiền trả nợ rồi. Bây giờ có muốn trả nợ trước không? Không. Trả nợ bị xuống tinh thần. Tiền của anh Nghĩa tiền lọc á. Ủa mà vừa rồi mình có bán được cái từ này cho bên kia đúng không? Dạ được. Có bán nữa. Trời đất ơi. Trời ơi gỡ lại ngon chút xíu cũng đỡ quê bác. 7,5 triệu lần á anh. Ồ à, mà đó, còn anh còn giúp bên kia lời 5 triệu cái câu chữ đổi của tụi em nữa. Mình đại gia. Ủa, đừng có chấp nhận. Anh Kiên tự nguyện mà sao á. Ờ tụi em lúc nào cũng hoàn thành. Một câu nữa các em à. Một câu nữa. Tới giờ phút này số tiền của hai bên chênh lệch không bao nhiêu cả. Ủa hay vậy ta? Ủa sao hay vậy ta? Trời ơi, mình nói là còn đang có 20 là của anh mà. Không kệ người ta đi, miễn sao có tiền kệ người ta đi chơi. Cái vấn đề là người ta vẫn còn cơ hội cho một câu cuối nữa nha. Tập trung câu số 3. Xin mời. Mời các em mua lần này đến hai chàng trai. Em mua A1, B5, B1. A1. À B6 chứ B6. A1, B6, B1. Đúng rồi anh. Bên đây. Úc Ráng sao nè? A2. B4, B5 ạ. B4, B5 thì mày quyết định luôn đi, mày cũng chỉ lại nữa. Mày chỉ sao không mua đâu. Gợi ý kìa. Đây là một câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Đúng câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Câu thơ đó như thế nào, về ai thì anh không tiết lộ. Chúng ta chỉ cần xem những cái từ mở lên là gì mà thôi. Mời ô chữ. Cái gì vậy, cái gì vậy? Trời ơi Trang ơi trời. Ủa chạy ơi, lên trước uống sao. Trời ơi anh lại em Trang ơi. Em phóng lên cho lẹ. Em chụp cái dùi cho lẹ. Rồi tưởng sao em làm rơi cái dùi. Phải chi mà em lên chậm hơn Khoa anh không nói. Em lên trước người ta. Em cầm cái dùi trước người ta. Mà em cầm sao em liện. Chịu nổi không? Đi rồi rồi nhìn nó vô tay em. Ủa có thiệt là biết câu này không vậy? Trời đất ơi. Tại sao chuyện Kiều không nhớ. Mà không đọc. Lâu rồi quên. Khoa đứng lên. Em cho biết đáp án của em. Dạ, râu hùm hàm én mài ngày, vai năm tất rộng, thân 10 thước cao. À, thước cao nha, không phải thước cầu, thước cao. Thước đọc cho chuẩn lại nè, chuẩn lại là cái gì mà dấp dấp luôn à? Chốt không? Chốt. Câu thơ này nói về ai? Nói về Thúy Kiều hả? Không. Cái ông mà đi vô cái chỗ mà ở Thúy Kiều ở á, ở Thúy Kiều. Bạn. Phải không ta? Không phải. Người ta vậy ta. Ừ đúng rồi. Phải không ta? Thúc sinh phải không? Không. Mã Giám Sinh không.
Em ơi, hai câu này em thấy em tả một người đàn ông phương phi vạm vỡ. Không phải. Tự hại. Thì đó, trời nhớ ơi. Nhớ rồi. Em tưởng tượng coi. Thúc sinh là một thư sinh. Thúc sinh là em nhớ lộn chồng Kim của Hoàng Trọng Tư. Cũng là một chàng thư sinh mà râu hùm chịu gì nổi. Nè em. Này. Đây là đáp án chính xác. Bên đây các em có biết câu này không? Dạ biết. Chẳng qua là do Trang em luyện cái dùi phải không Trang? Chứ nếu em tin rằng nếu như em gõ chiên trước thì em cũng sẽ đoán ra. Dạ. Không xui thôi anh. Nếu mà định mệnh. Cái câu này đúng là tả về nhân vật Từ Hải thì nó quá nổi tiếng. Râu hùm hàm mén mẹ ngài. Vai năm tất rộng thân 10 thước cao đường đường một đấng anh hào. Cung quyền dư sức lược thao gồm tài. Trời ơi, anh nghĩ hay thiệt đó. Quá lâu mà anh nghĩ còn nhớ. Và 20 triệu dành cho đội Út Nhỏ. Câu nói vừa rồi không có nhớ đâu, mà tại em từng coi một cái hài của nghệ sĩ Tú Hoài Linh đó. Có cái câu này. Đúng rồi, em nhớ cái hài đó luôn á. Trong truyền Kiều á, có những câu mà tả về những nhân vật chính á, nó rất là rõ và nó gần như là nó ăn sâu vào trong trí nhớ của bây mọi người. Bây giờ em nói một câu về thế bây giờ anh cho em câu mà nếu em đoán đúng thì câu nói đó anh cho em 5 triệu. Đâu, anh nói thử rồi. Vô. Chơi không? Vô nhưng anh. Mà em chơi không? Chơi nhưng luôn. Mà nếu em đoán sai thì em thua 10 triệu. Cho anh chơi gì kỳ cũng vậy. Không, đâu chơi vậy mình chơi. À cũng được, em có tiền chương trình em trả. À, có anh. Tiền chương trình mà. Rồi anh nói đi. Thôi vậy nè. Bây giờ bên đây hai bé gái mà bây giờ mình ép nó quá cũng tội. Nếu đúng thắng 5 triệu thêm nữa là tiền tặng của em. Còn sai thôi. Sai thôi. Rồi giờ anh đọc câu trước em đọc câu sau. Trước lầu ngân bích khóa xuân. Cái gì? Trước lầu ngân bích khóa xuân. Quên rồi. Trước lầu ngân bích khóa xuân. Thôi câu khác đi anh, câu nào dễ dễ hơn được. Ủa của truyện Kiều. Truyện Kiều luôn. Nhưng mà lâu quá không học. Mấy cái thuộc cái gì mà đầu lòng ạ. Đó nghe cái Kiều kia em là cái dân mai có cách tiết tinh thần. Có cái câu Mỗi người mười. Ngân bích khóa xuân đây là mở đầu cho cái đoạn thơ mà Kiều ở lầu ngân bích. Dạ. Mà hồi học lớp 9, anh nhớ lớp 9 là chúng ta có học riêng cái đoạn này. Trước lầu ngân bích khóa xuân vẽ non xa tấm trăng gần ở chung. Trời ơi, anh nghĩa thật sự xuất sắc luôn á. Bởi vì hồi nhỏ anh nhớ anh học sợ tại cái câu này nó không có vần, nó rất là khó học. Tại vì cái xuân với cái gần á, nó khó lắm. Gần cũng cái từ gần với từ xuân nó không có vần. Anh nhớ đó em. Anh hiểu không? Không biết vậy nãy thôi khỏi. Như vậy là em không có cơ hội nhận thêm 5 triệu tiền thưởng từ đội đây. Bây giờ anh sẽ tổng kết số tiền mà hai đội đang có. Đội Út Ráng các bạn đang có 45 triệu đồng. Ủa, wow. Trả nợ 20 triệu rồi em. Trừ 20 triệu vay. Nhưng. Đó nhưng à. Đúng không? Đời có vay có trả dạ, cho đúng em. Đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Đúng không? Người ta nói chi? Cục đá ném đi thì cục tì chọi lỡ. 45 triệu trừ đi 20 còn 25 triệu đồng. Yeah. Đội Út Nhỏ 55 triệu 500 ngàn đồng. Hôm nay chúng ta sẽ phải chia tay với hai cô gái dễ thương tại đây. Khóc lóc cái gì? Cơ hội cho em dòng cuối cùng. Nếu như em mà gõ chiên trước, em nói đúng của đó là em thắng rồi đó. Bởi vì anh nói trước đó là điểm số, số tiền thưởng của hai đội đang ngang bằng nhau xem. Thì giờ cái tay em nó vậy rồi. Cái tay em nó trật ruột, nó bóc, nó hốt, nó không có chính xác gì trơn trọi. Trách ai bây giờ. Cầm tới cái quăng luôn. Trách ai bây giờ, trách mình thôi. Trời ơi. Còn đội Út Nhỏ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Trước khi chia tay, có điều gì muốn chia sẻ với mọi người không Trang Hiếu? Dạ thì em mong là trên bước đường đời còn lại hai anh được hạnh phúc với nhau. Cái mặt không có thành tâm chút nào luôn đó. Trời ơi, mà em đang chia sẻ mà em rưng rưng luôn á. Tại mắt em nhỏ không ai thấy thôi chứ em đang rưng nè. Rưng nè. Rưng nè bà phải chuyển lại á. Hai anh tìm thấy được những cái tiền nói để mà mắt to lên. Lo để mà chăm sóc cho nhau về sau. Ủa bộ hai đứa lấy nhau sao chăm sóc cho nhau về sau. Thì giờ thấy cũng hạnh phúc lắm rồi đó. Thấy động lòng. À, nhưng mà nói chung thì Thảo sao em dắt chút lấy tiền này dắt tụi em đi ăn luôn á. À cũng được hả anh? Dạ vậy thôi tụi anh chơi xong đi mình ra ngoài nói chuyện sau. Ngoài đó. Thảo có điều gì muốn chia sẻ với mọi người? À, lại một lần nữa. Ê, em chơi nào cũng thua hết hả? Em thua là tại con bé này chung gì em đi mấy game show em thắng hết. Em thắng hết. Bé này đi game show nào cũng thua hết.
Vậy là bữa nay chỉ là cái dùi vậy thôi, chứ có thương yêu gì nhau đâu mà cuối cùng cũng đổ thừa tại em nữa. Nhưng mà vấn đề là em đi thua game nào em cũng thua thiệt. Không sao á, em không biết nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì nói chung là đi được một ngày đàn học một sàng khôn, được đến đây chơi game show với mọi người, biết thêm được nhiều ca dao tục ngữ lên như vậy là em vui lắm rồi. Mặc dù thua nhưng mà mình có cho mình được một số kiến thức về ca dao Việt Nam. Đó là điều mà chương trình mong muốn mang đến cho những người chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi cuối, nhưng hãy dành cho hai người chơi của chúng tôi nghỉ với làm ít phút để thư giãn cái đầu, cái đã quý vị nha. Một vài phút nữa chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt của chương trình Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Xin mời các em nhìn lên. Đó, ba câu. Bây giờ các em muốn mở những ô nào? Chọn đi. Khoa chọn ba câu gì kìa, chọn ba ô nha. A1, A2, B1, B5 nữa. Rồi, ok. Đó, một cái, một câu. Một câu mình được chọn 7 ô. Mấy ô rồi, nãy là mấy ô rồi? B5. B5 nữa. B5, B6 đi. A6 kìa. Mới có 5 thôi. A6 luôn không? A6 đi. Không, đỡ B8, B8. Bây giờ thêm B8. 7 câu, 7 ô. B8 nữa. B8. Đó. Rồi, câu 2. Khoan, câu 2 chắc y vậy luôn đi. Ừ, theo thứ tự vậy luôn. Rồi, copy. Y chang. Tại vì đâu có biết nó là cái gì đâu. Ừ. Mình chọn những cái ô mà mình nghĩ rằng nó sẽ quan trọng á. Dạ. Đó. Thì giờ ba câu đều như vậy hết. Thôi nhưng mà nãy giờ mấy cái C3, C4, C5 lên nãy cũng mấy cái quan trọng đó nha. Nhưng mà giờ sao? Nhưng tại mình đâu có biết nó là cái câu gì đâu, hiểu không? Thôi cứ thử đi. Rồi. Rồi, vô. Chuẩn bị nha. Khi mà những ô chữ này bắt đầu mở ra thì đồng hồ thời gian, đồng hồ bắt đầu nhảy. Hãy nghe gợi ý của anh nha. Xin mời ô chữ. Gợi ý đầu tiên. Câu ca dao nhắc nhở mọi người nên ứng xử giao tiếp với nhau một cách văn minh lịch sự. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Chốt chưa? Chốt. Chính xác. Rồi câu 2 anh. Người xưa khuyên qua câu ca dao rằng sống phải biết tiết kiệm và phải biết ơn những người đã tạo nên thành quả để chúng ta hưởng thụ. Ở đây. Nếu không câu 3, câu 3. Câu 3 anh. Câu 3, câu thơ nổi tiếng trong Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đề cao phẩm chất trung hiếu thủy chung. Trai thời lấy hiếu làm đầu, gái thời lấy làm câu giữ lấy gì lấy, trai thời lấy hiếu làm đầu, gái thời lấy gái thời chắc mới được, gái thời lấy tiết làm câu giữ mình. Chưa đúng. Thì đúng hả? Trai thời lấy hiếu làm đầu, gái thời lấy hạnh làm câu giữ mình. Vẫn còn sai. Gái thời lấy hạnh làm câu câu gì mình đang suy nghĩ nè. Có gì trở lại câu 2 đi. Câu 2 tụi em hết được thêm ô rồi ha anh. Hết. Ở đây các anh đọc cái ý nghĩa. Người xưa khuyên qua câu ca dao rằng sống phải biết tiết kiệm và biết ơn những người đã tạo nên thành quả để chúng ta hưởng thụ. Ở đây từng hạt gạo rơi được không ta? Ngoài tại vì đó thì thường mồ hôi giữa đồng thì phải cơm gạo thôi, hiểu không? Ở đây từng hạt cơm rơi, ngoài kia sóng gió. Không phải, ngoài kia vất vả mồ hôi đầy đồng. Câu đầu gần đúng. Ở đây từng hạt gần đúng. Ở đây sai C3 hết giờ luôn. Trời, trai thời lấy hiếu làm đầu, câu gái thời. Câu số 3 là cái câu mình thấy rất là quen. Dạ đúng rồi. Trai thời trung hiếu làm đầu. Trời ơi. Hạnh làm câu trao mình. Trao mình. Đây, mời đáp án. Đây, trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình. Câu số 2. Ở đây theo anh thấy câu số 2 là cái câu mà mình thấy nó hơi lạ nhất. Hơi lạ vậy. Đó. Còn câu 1 và câu 3 nó quen thuộc hơn với chúng ta. Câu 2.
ở đây một hạt cơm rơi, ngoài kia bao hạt mồ hôi thấm đồng. Ủa, thấy không, tôi đoán được câu thứ hai là tới tôi cũng hay hay rồi đó. Tức là Khoa đoán được cái ý là như vậy, nhưng mà cái từ ngữ thì chưa có chính xác thôi. Ở đây một hạt cơm rơi thì ở ngoài kia bao nhiêu hạt mồ hôi thấm đồng. Tức là cái công sức vất vả của những người nông dân để làm ra được một hạt cơm cho chúng ta. Cho nên một hạt cơm chúng ta cũng mới biết trân quý. Bạn này mình sửa, mới lấy mấy chữ giữa giữa trung hiếu rồi này kia. Làm sao biết trước được. Nhưng mà chúng ta cũng giải đáp được một câu, 20 triệu đồng. Dạ, thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay hai chàng trai có đội Út Nhỏ rất là xuất sắc từ vòng đầu tiên luôn, vượt qua những cái thử thách mà chương trình đưa ra. Không phải câu ca dao nào, không phải câu thơ nào các bạn cũng quen thuộc, nhưng có những câu mà các bạn dựa vào cái sự suy luận và phán đoán của mình cũng đã cho ra được đáp án chính xác. Và vì vậy các bạn đã rất xứng đáng với số tiền thưởng nhận được ngày hôm nay, 75.500.000 đồng. Thưa quý vị khán giả, đến đây thì chương trình Sao Hay Chữ xin được phép kết thúc. Và chúng tôi mong muốn rằng hàng tuần vào lúc 20:30 thứ ba trên kênh HTV7, chúng tôi là ở đây để cùng có một cái cuộc chơi với những người bạn tham dự chương trình, cũng như là để chia sẻ với quý vị khán giả về kho tàng ca dao phong phú của Việt Nam chúng ta vô cùng đa dạng. Và chương trình sẽ còn gặp lại quý vị hàng tuần vào tối thứ ba, quý vị nhớ khung giờ này để theo dõi nha. Chương trình cho đài truyền thành phố Hồ Chí Minh phối cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Thưa quý vị, cố tình ra vẻ mong manh này kia đó, thủ đằng. Em làm gì vậy? Em đúng điệu với ai vậy đằng? Mong manh. Thì hãy nghe người đàn ông 38 tuổi nói. Dạ, Quỳnh Chiến Khoa. Còn bên đây hai cái nhân vật mà ít ồn đó quý vị, Lê Trang và Kim Đào. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào mọi người ạ.